miễn là con có lòng. Anh có tính thật không? Có thì lên. Rồi, anh tín thác vào Chúa và Chúa ban cho anh cái gì trả chia sẻ cho mọi người. Con chào cha và cộng đoàn, con là du xe Trần Văn Lậu, con ở Trần Văn gì? Trần Văn Lậu. Lậu. Lậu Lậu. Lậu Lậu Lậu. Dậu đó phải Dậu 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 Dậu. Con ở giáo xứ Xuân Bảng, giáo hạt Nam Định và giáo phận Hà Nội. Thì giáo xứ con đã được cha về làm lễ lòng đạn lòng thương xót năm 2011. Đúng rồi, xứ Xuân Bản tôi về năm 2011. Rồi anh được ơn gì chia sẻ cho mọi người? Con được hai ơn gần nhất thì con xin làm chứng hai ơn gần nhất thôi. Thì ơn thứ nhất của con là qua được những con được nghe những thánh lễ của cha hàng ngày, là Chúa đã dẫn dắt con được dìm vào đại dương lòng thương xót Chúa từ tháng 8 năm 2016 đến đến giờ. Và ơn thứ hai của con là con đang học ở Nhật. Mỗi một lần cháu thi là lại điện hôm về mấy ngày hôm trước để cho con nhắn tin cho cha, và coi như vậy lần nào con nhắn tin cho cha là cháu thi cũng đều đậu hết, từ công việc làm cho đến coi như vậy là học tập. Thì con có mấy lời để làm chứng với lòng đời xóa Chúa. Con xin thế nào? Đấy, không nhận gì. Con xin thế nào? Cầm cuốn sách, cầm cuốn sách, cầm cuốn sách, cuốn sách vào cầm cứ cất đi hoài. Con xin thế nào? Miễn là con có lòng. Và cái ơn lớn của anh mà chúng ta nghe, ta tưởng là chuyện bình thường, là từ năm 2011 khi chúng tôi ra Xuân Bảng làm lễ lòng Chúa thương xót. Lúc đó là chúng tôi đi 3 ngày mà dâng lễ 9 nhà thờ. Sáng trưa chiều trong 4 giáo phận đi hết các nhà thờ lớn và dâng lễ ở đó, thì anh ấy là một số người có hiện diện trong nhà thờ Xuân Bản, và từ đó anh ấy được dìm mình vào đại dương lòng thương xót. Từ đó thì mỗi ngày ở trên mạng, trên trang web tín thác.net anh ấy vẫn coi và mở trên YouTube giáo điểm tin mừng, cũng như là Facebook. Nếu mà bây giờ anh chị em muốn coi trực tiếp thì mở Facebook tín thác.net ngay ở đây, ai có điện thoại mở ra. Thì anh là người mà vẫn coi từ năm 2011 cho đến bây giờ. Và ơn thứ hai là thằng con nó đi bên Nhật. Đi bên Nhật chúng ta biết là số người Công giáo rất ít, mà vẫn còn giữ được đạo, mà vẫn còn nhớ là khi thi hay cái gì khó khăn là nhắn tin gọi điện về để xin cha và cộng đoàn cầu nguyện. Cái ơn nó lớn lắm thương chị em, vì đời sống bên Nhật nó rất cao. Con là nó còn rao truyền lòng thương xót để cho bạn cùng đi học với lại coi như vậy là mình nữa. Bằng cách nào? Tức là khi con nó đi là nó mang cả ảnh lòng thương xót của Chúa và cả cuốn tâm thư. Thế sang đấy thì con thì nó sang tháng 4, thế cái đứa bạn thì nó sang vào tháng 7 chẳng. Thế là người bên lương. Thế khi nó sang đấy được mấy tháng thì con nó đang đi làm, thì nó phản nàn với con là nó không xin được việc. Thế con nó đi đưa ảnh Chúa lòng thương xót ra, nó bảo là bạn có tin vào Đức Giêsu này không. Thế thì nó nói và coi như vậy là nó tin. Thế như vậy thì tối nay mình bắn cho bạn những bài để bạn cầu nguyện, nhưng bạn phải thật tín thác vào, mà bạn phải cầu nguyện vào giấc 3 giờ chiều. Nếu bạn học thì bác cầu nguyện vắn tắt. Thế con đến tối và nó bắn cho bạn. Thế sau được một tuần nó cầu nguyện là nó điện đến nó cảm ơn con là coi như vậy là nó được Chúa soi sáng và phỏng vấn được coi như vậy đi làm chứ. Hallelujah. Đây bây giờ trang gửi tất cả những món quà này sang cho con của con ở bên Nhật nha. Đây là bức ảnh lòng Chúa thương xót, khi nào mà có dịp con tìm mọi cách con chuyển sang cho cháu nha. Những cái quà. Đây là cái máy 365 bài giảng lòng Chúa thương xót nha. Đây là DVD chứng nhân lòng thương xót, 2 đĩa DVD chứng nhân lòng thương xót. Đây là cái móc khóa lòng thương xót, bên đó nó có xe hơi để nó chạy nha. Và đây là cái tràng chuỗi lòng thương xót, và đây là những cây quạt lòng thương xót, cây quạt
Đức Mẹ hiện tại tại Fatima 100 năm, con gửi cho cháu nha. Đây, và đây là cuốn tập san về Mẹ Đức Chúa Trời, con để dành hết đó, đem về gửi cho cháu đó nha. Xin Chúa chúc lành. Chào con đoàn. Đây, người phụ nữ này với đứa con này, đây đây. Con có đạo hay không có đạo?